Chào các em, đây là anh Tài đây. Bây giờ anh đang mà phát thanh từ mà thành phố Bangkok á. Anh qua đây sinh con xong rồi bị kẹt bên đây giữa cái dịch bệnh mà Covid á. Xong rồi anh lúc mà nó anh về liền giờ không được. Tại vì anh về liền giờ về Việt Nam liền giờ nó sẽ cách ly cho nguyên gia đình anh, nó xong không muốn ở với gia đình bị cách ly. Ok. Thì để cho tụi em biết lý do tại sao anh đang ở Thái Lan rồi bây giờ. Anh muốn đọc cái tin nhắn này của thằng mà cái comment này, đúng không? Của thằng Binh Nguyện. Nó thấy mấy cái video mà anh làm chung với anh với mà nó thấy mấy cái video mà anh làm chung với mà anh hai của anh đó mà ở trong tù hết gần 30 năm đó, xong rồi ra tù đó. Xong rồi nó hỏi anh câu hỏi nè, tại sao ở trong tù 14 năm anh không bị đứt tim? Ra tù rồi anh lại bị đứt tim á đến 3 lần. Cuộc sống bên ngoài khác nghiệt hơn phải không? Anh có thể nói cho biết lý do đứt tim không? Đó có phải là những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống của không? Thì là nó hỏi anh á, dù cái vấn đề mà anh lý do tại sao anh bị đứt tim hết 3 lần đúng không? Thì anh cũng thấy là dù cái câu hỏi này không, bởi vì anh mới làm cái video đúng không? Là tại sao á là anh bị đứt tim đúng không? Nhiều người hỏi anh cái vấn đề đó lắm. Thì là cho anh đó, trong cái đầu óc của anh đó bông, thì anh thấy cái chuyện đó là rất là đơn giản đó bông. Nó không có gì mà phải cần hỏi đó bông. Mà anh không ngờ là nhiều người hỏi anh đó mấy năm nay đó bông. Cứ mỗi lần anh nói dù anh bị đứt tim trong mà cuộc đời của anh đó, thì người nào cũng hỏi anh nhiều vấn đề đó chứ, là tại sao mà anh bị đứt tim đó bông. Thì là anh cũng không biết trả lời làm sao nữa. Tại vì cái đó anh bị bệnh thì anh phải chịu chứ sao giờ. Ok. Mà để anh nói vài cái vấn đề để cho mà các em hiểu luôn ha. Rồi xong cái anh sẽ trả lời cái câu hỏi kia, vụ mà Bình nó hỏi vụ mà anh hai của anh. Ok, một cái là cái vấn đề mà bệnh tim đó là cái bệnh mà thường nhất mà bà con ta có trong mà trong thế giới, trong hết trơn mấy cái bệnh mình có thể có đó bông, là cái bệnh tim là cái bệnh mà thường nhất. Rồi xong rồi lý do tại sao anh bị đứt tim 3 lần đó bông, thì là theo anh thấy đó là cái lần đầu tiên đó anh bị đứt tim đó là tại vì là anh sống cuộc sống đó, tụi em biết rằng là anh vượt biên, gia đình của anh vượt biên qua bên Mỹ. Gia đình của anh là ở dưới mà cái mà xã mà sông đốc ở dưới mà cái tỉnh Cà Mau á. Ok, rồi xong rồi đi vượt biên qua bên Mỹ đó, xong rồi nghèo quá, không có bà con anh em, không có ăn học, không có mà bà con ủng hộ, xong không có vốn, không có gì chứ, không có bạn bè, không biết, rồi xong rồi trong gia đình của anh á, dân ở dưới quê, dân ở dưới đi biển đó bông, bởi qua bển nó không biết vụ mà làm ăn, không biết mà giao thiệp với người ta, rồi xong không biết ăn nói với tụi Mỹ làm sao, rồi không biết có làm bạn bè làm sao đó, bởi không có ai giúp đỡ chứ, bởi vì tụi anh á, gia đình của anh nó vô trong khu Mỹ Đen ở đấy, cho nó khu Mỹ Đen là khu nghèo á, ok, nó bán ma túy, nó bắn lộn, nó chém giết nhau tùm lum hết trong khu Mỹ Đen á, khu nghèo á, ok, thì gia đình của anh nó dọn chỗ ở đó. Hey, don't walk over there. How many times I tell you, don't walk on there, because if you fall in there, who's going to rescue you? Remember that one time you drowned? Remember that one time you drowned? Who? Yeah, but you okay. Okay. If you fall in that water and you drown, I'm not going to come rescue you. Okay. You okay with that? Are you okay with that? Yes or no? Mm-hmm. You okay with it? I told you don't go over there. If you fall over there, I'm not going to rescue you. Ok, thì thằng con anh nó anh cứ kêu nó đừng có đi trên cái bức tường nữa bông, tại vì nước nó sâu mình á, nó mà lỡ nó té qua bông, ở đây nó làm cái nó thiết kế cái hồ bơi này cũng hơi dở, nó thiết kế nó muốn tiết kiệm tiền đó, bởi vì nó làm cái hồ bơi bên mà đứng mít đó thì nó cỡ mà nửa mét à, xong cái hồ bơi bên người lớn á thì ở tới mà mét rưỡi lận, xong thằng con anh nó đi trên cái bức tường đó bông, mà cái bức tường nó dưới nước, bởi mình nhiều khi mình đi mình không thấy được á, có thể mình té qua cái nước sâu đó bông, anh kêu nó mấy lần đừng có đi trên cái bức tường nữa mà nó đi hoài. Xong rồi nói nó bùng, nó mà té xuống nó chìm nữa bùng, xong nó ngập nó bùng thì anh không có xuống cứu nó đâu, cho nó học bài học, đúng không? Nói nó hoài bùng mà nó cứ làm hoài bùng. Ok, thì á làm bị đứt tim nó bùng cái lần đầu tiên đó, mà anh bị đứt tim đó lần thứ nhất á là trong 2007, lúc mà anh mới ra tù xong cái mấy tháng sau đó anh bị đứt tim nó bùng. Đó là cái lý do mà anh nghĩ đó bùng, là tại vì á là lúc mà anh qua bên Mỹ đó, xong rồi mà nghèo quá đó, ổng khu Mỹ Đen đó, xong chơi với lộn bạn bè đó, không biết chơi với lựa chọn bạn bè đó, xong bị vô tù đó, rồi xong rồi bị ma túy, tội ma túy đó, xong vô tù đó, xong rồi ở trong hết gần 14 năm đó,
xong rồi trong cái thời gian đó rất là căng thẳng đó, mình phải ở mà chồng xong quýnh lộn, phải chém nhau rồi xong rồi phải đâm nhau rồi xong phải mà quýnh lộn rồi để mình mới sống được đó, để có ngày hôm nay mà anh còn sống để nói chuyện với tụi em được không, chia sẻ với kinh nghiệm của anh với tụi em được. Ok, thì đó là trong cái hoàn cảnh đó đó, thì đó là lúc đó đó anh rất là căng thẳng đó bông, mà cuối mà mình ở trong tù đó mình không có mà hiển thị ra, mình không có mà sĩ diện đó bông, là mình đang mà bị đau khổ là bây giờ, tại vì mình mà đa mình mà thể hiện ra có cái khuôn mặt đó gì đó bông, thì nó sẽ mà mấy thằng chó đẻ nhau nó sẽ tìm cách nó ăn hiếp mình, bởi vì lúc nào mình cũng phải mặc ngầu giống hay là mình phải mà làm dữ giống đó bông, để cho nó đừng có mấy thằng kia nó đừng có phá mình. Ok, thì á là khúc mà mình sống gì đó hết mười mấy năm đó nó rất là căng thẳng, bởi khúc mà anh ra đó anh bị đứt tim gì đó bông, là cái đó anh thấy đó chuyện thường, tại vì không cách nào á mà cái người mà bị sống trong cái môi trường đó bông mà lâu dài mà nó căng thẳng gì đó bông cho lâu gì đó mà không có bị mà bị bệnh hoạn gì. Ok, mà cái mà lần thứ hai với lần thứ ba mà anh bị đứt tim đó bông là lúc đó là trong 2012 với 2013. Ok, là lúc đó là anh bắt đầu mà mua bán, học hỏi mua bán cổ phiếu, xong anh đã mua bán rồi bông, mà lúc đó là anh rất là anh dồn hết tiền của anh đó, tiền anh có đó vô trong cái vấn đề mà mua bán mà chứng khoán đó, anh học hỏi nhiều vấn đề đó, rồi xong rồi không có mà cái sự thành công như anh muốn, anh làm có tiền đó bông mà nó không có điều được để cho anh nghỉ làm công ty đó, rồi xong anh đi mà mua bán mà chứng khoán mà làm full time đó, làm luôn cái việc đó, không có mà đi làm đó bông. Thì lúc đó, đó anh làm lỗ tiền nhiều lắm. Ok, anh làm á mà là một tiên anh làm á nó lời mua bán chứng khoán đó, anh làm lời đó nó được một thời gian á mà nó lời nó không phải là lời mà cái tiền lời mà nó thay đổi cuộc đời của mình giống như mà anh đang làm được bây giờ. Ok, lúc mà anh thắng được đó là cuộc mà anh làm lời đó nó cao lắm là được 100 mấy $200, rồi xong cuộc mà anh làm lỗ đó là cũng mà $30-$40, $50. Ok, mà cái lỗ số lượng mà nó lỗ á thì nó rất là nhiều hơn á, và cái số lượng mà nó lời bảy cúc mà mình lời được nó $100, $200, $300 gì đó, mà mình lỗ $30-$40, $50 nhiều quá đó, thì trước sau gì đó mình cũng không lỗ được trong cái danh mục đầu tư của mình. Ok, thì lúc đó anh nghiên cứu quá không biết hỏi anh sao, không biết là anh đang làm sai lầm gì vậy không, thì nó rất là căng thẳng lắm, xong rồi anh mất hết tiền của anh đó, anh đốt cháy hết trơn tài khoản của anh, rồi xong cái anh phải mà để dành tiền, xong rồi 4-5 tháng sau phải mở ra cái tài khoản mới, rồi xong rồi cái chuyện này nó xảy ra hoài á, mấy lần á anh mắc á mà cái đốt cháy hết cái tài khoản của anh á cũng hơn 10 lần á, tại lúc đó á anh có người hướng dẫn anh á mà anh không nghe lời, rồi xong rồi có người á mà không có biết trade á, không biết mua bán chứng khoán á, hướng dẫn anh á, xong anh cũng nghe lời theo nữa, đúng không? Thì á là anh lúc đó anh không biết á, phân biệt được cái người nào á mà thiệt tình á biết mua bán chứng khoán, rồi xong cái người nào không biết, bởi vì á là người nào nói anh sao đó, lúc đó anh cũng là mà ngu ngáo dụ cái vấn đề mua bán chứng khoán đó, bởi vì á anh chỉ làm đại, xong rồi á anh nghĩ rằng á là mẹ mình không có mà cái sự thông minh khôn quá đó, phải không? Bởi mình gán làm sao mà trước sau mình cũng nghiên cứu được, không? Thì lúc đó đó là anh biết rằng là anh không có mà giỏi dụ toán đồ đó, thì là anh cũng gắng học đó bông, rồi xong rồi anh gắng mà kiếm mấy thằng mà nó giỏi toán anh đó để nó phụ huynh để làm toán được, để cho anh làm chứng khoán được đó bông, thì nó cũng cái sự kiên nhẫn của anh đó lâu vậy, xong rồi cũng hên rằng là anh gặp được mấy người mà mấy người Mỹ trắng mà nó không có giấu nghề, nó chịu giúp đỡ anh, nó thấy anh mà chịu khó mà anh chứng minh cho nó là anh chịu học đó, xong rồi anh đó mà chịu mà làm rồi đó bông, thì lúc đó nó hướng dẫn anh đó, thì lúc đó mới bắt đầu anh làm lời điều không, cái vấn đề mà mua bán chứng khoán hay là mua bán tiền điện tử hay là mua bán dầu mỡ vàng bạc đồ đó, cái người nào người ta làm cũng lời được, người nào làm cũng lỗ được, đúng không? Cái mà nó phân biệt cái người mà làm professional hay là cái người làm chỉ mà chơi giống như cờ bạc gì đó không, thì là cái người mà người ta làm được lời được điều để người ta sống được. Ok, thì cũng mà anh làm được tới cái mức mà anh làm được lời điều được đúng không, thì đó thì anh rất là mừng. Ok, thì đó là trong cái thời gian mà anh đang mà tập luyện để mà mua bán chứng khoán đó, thì lúc đó nó rất là căng thẳng lắm, tại vì á là cũng mà anh mua bán chứng khoán đó, cũng mà anh lời lỗ, nhất là như mà mấy khi mà anh lỗ đó, xong anh làm cháy tài khoản anh, nó rất là bị căng thẳng, tại vì là
là anh lúc đó anh không biết đó, anh hy sinh hết trơn tiền bạc của anh đó để anh học hỏi cái vấn đề đó. Bởi vì nó rất là căng thẳng cho anh đó. Rồi xong cái nhiều khi mình ra ngoài đời đó, lúc mà làm lỗ đó bông, nó rất là bực mình đó. Xong rồi không biết mà hỏi ai, không biết mà đi nói chuyện với ai để cho anh ta phụ mình nữa. Bởi vì lúc mà tụi em hỏi mà lý do tại sao mà anh ra cái khóa học mà mua bán tiền điện tử mà của anh liền bây giờ đó bông, là đó là cái lý do đó, đúng không? Là anh ra cái khóa học đó bông là không phải rằng là để cho mà anh làm tiền giữa cái vấn đề đó. Cái đó anh ra khóa học mà mua bán tiền điện tử của anh đó là để cho là mấy đứa mà nó thiệt tình nó muốn học hỏi ví dụ mà mua bán mà cổ phiếu hay là phải mua bán tiền điện tử á, mà giống như sao đó bông, thì đó là hết trơn cái kinh nghiệm của anh đó là anh để trong đó để cho mà đứa nào nó thiệt tình nó muốn học đó thì nó trong đó. Chắc cỡ mà gần cuối năm nay đó, chắc cỡ mà 2-3 tháng nữa anh sẽ dịch lại hết trơn lại tiếng Việt đó, để cho mà tại nhiều người á, anh không ngờ đó là nhiều người cũng anh về Việt Nam đó, nhiều người hỏi anh vụ khóa học của anh á, khuyên anh dịch lại tiếng Việt đó để cho họ mà mua cái khóa học của anh đó không, bởi vì anh không có ngờ vụ vấn đề đó. Hồi đó giờ anh tạo ra khóa học đó là cho mấy người miền Tây thôi, chứ không có làm cho mấy người mà châu Á hay là người Việt Nam. Mà bây giờ trong 2019 á, cái số lượng mà học sinh mà Việt Nam của anh nó tăng lên á, bây giờ nhiều hơn á là cái số lượng người mà Tây nữa, bởi vì là tụi anh bắt buộc phải mà dịch ra cái nguyên cái chương trình nó ra tiếng Việt. Ok, thì đó là các em đừng có hỏi anh vụ mà dịch cái mà chương trình ra tiếng Việt đó không, tụi anh đã quyết định làm cái chuyện đó rồi, mà phải cho anh 2-3 tháng á, xong rồi tụi anh mới mà dịch xong được. Ok, thì cũng mà làm xong thì anh sẽ cho tụi em biết. Ok, thì cũng mà cái đức tin mà trở lại cái vấn đề mà đức tin lần thứ hai với thứ ba của anh đó không, là theo anh thấy đó là cái sự mà căng thẳng á, cái stress á không, mà anh bị khúc mà anh đang đi qua cái giai đoạn đó, học mà mua bán chứng khoán đó không, thì đó là có thể là các em nói rằng đó là nghe anh nói gì đó xong tụi em sợ đó không, không có dám ra đi học mà mua bán chứng khoán là tiền điện tử đúng không, hay là làm trading gì đó không, thì cái đó không phải là sự thật. Tại cái đó không, lúc đó anh nghĩ rằng đó là anh biết đó không, là anh nghĩ rằng trước sau gì đó anh cũng nghiên cứu được không. Rồi xong lúc đó anh không có hiểu rõ rằng là anh không có hiểu được cái vấn đề mà nó vô hình, anh không biết. Ok, anh không biết bởi vì là anh mà gán học hỏi đúng không. Rồi xong như anh biết anh cái bản thân của anh liền bây giờ đó không, thì là có thể là anh sẽ kiếm cái hướng đi khác đó không, chứ anh không có đi xuống cái hướng đi đó. Mà tại vì anh đã mất hết nhiều tiền, anh đốt chết nhiều tài khoản của anh rồi đó, xong lúc mà anh tới cái mức mà anh sắp sửa đầu hàng rồi đó, thì lúc đó cũng hên rằng anh gặp được mấy người ở trên mà trên Wall Street đó, bên thành phố New York đó, xong họ mà phụ cho anh đó. Rồi xong rồi anh ấy mà làm được thành công cho nó điều. Ok, thì đó là trong anh tin rằng ở cái lần đầu tiên mà anh bị đức tin đó là nó dựa vô ở trong tù, mà cái cuộc sống mà nó căng thẳng trong tù, mà trong cái lần đức tin lần thứ hai với thứ ba đó là cái vấn đề mà căng thẳng á, dụ mà cái vấn đề mua bán chứng khoán. Ok, thì đó là cái anh chỉ đoán gì thôi chứ không biết là cái đó là sự thật hay không nữa. Ok, tại vì anh không có mà các anh không phải là nhà khoa học đó không, anh chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm trong lòng của anh, nó cảm xúc nó làm sao hả. Ok, thì đó là với lại anh không muốn là tụi em nghĩ rằng là mình mà đi học mà mua bán chứng khoán đó không, rồi xong rồi mà hay là mua bán mà tiền điện tử đó, hay là học trading hay là học đầu tư hay gì không, là nó sẽ làm cho mình đứt tim đó không. Cái đó không phải là cái vấn đề đó. Cái nó không, là lúc đó anh không có người ủng hộ anh đó, xong rồi mà lúc đó anh mới sanh ra đứa con đầu tiên, rồi xong anh mới mua nhà, rồi xong rồi anh mới mà làm nhiều cái vấn đề đó. Như liền bây giờ đó, anh mà trở lại đó bông, anh sẽ không có làm gì. Anh sẽ như anh mà quyết định mua nhà đó bông, thì cái việc gì mà cái công chuyện lớn đó bông, anh sẽ làm từ từ đó bông. Anh không có dồn lại hết một cái một trong cái năm 2011 với 12 đó, là anh mà cặp bồ với vợ anh, rồi xong rồi anh sanh đứa con, rồi xong rồi anh mua cái nhà đó, trong vòng đó là mấy tháng đó hả, rồi anh làm hết một cái màu đó không, rồi xong rồi anh đổi việc làm nữa, thì ba bốn cái công chuyện lớn gì đó, anh không có khuyên tụi em làm một lượt một trong cái cùng năm. Ok, như ví dụ như em mà tính là mua mà nhà hay là gì đó không, thì mình làm xong, giải quyết xong cái vấn đề trước, rồi xong rồi mình cưới vợ sau, mình cưới vợ đúng không, thì xong cái vấn đề đấy xong mua nhà, hay là cũng mà mình làm xong rồi đó, mỗi một cái vấn đề đó mình làm cho nó xong rồi đó không, xong mình hãy làm tới cái vấn đề mà cái lớn khác. Tại vì anh dồn hết trơn ba bốn cái vô mấy cái chuyện mà cần làm mà nó thiệt là lớn trong cuộc đời của anh á, anh dồn hết trơn một cái vào đó. Và xong rồi lúc đó anh không có gia đình phụ, không có ai chân, chỉ có anh với vợ anh á, thì là nó rất là căng thẳng đúng không, xong anh phải làm đêm để mà làm có tiền để mà mua mà nhà được, rồi xong rồi anh phải làm đủ thứ hết trơn á.
Ok, rồi xong rồi sanh con ngay lúc đó, vợ nó mang thai nữa. Rồi xong rồi có nhiều cái vấn đề mà anh không biết, dụ mà khúc đó anh mới có vợ đầu tiên đó không? Nhỏ vợ anh đó, nó là nhỏ mà bò của anh đầu tiên đó, rồi xong rồi nó là cũng là vợ anh đầu tiên luôn. Bởi vì có nhiều cái vấn đề anh không biết á, anh đi mà nói chuyện giao thiệp với con gái rồi mà đi mà cua gái rồi thì có nhiều kinh nghiệm, xong đi chơi với con gái rồi thì là có nhiều kinh nghiệm, mà cái vấn đề mà có vợ xong phải nuôi gia đình, xong phải săn sóc gia đình, phải săn sóc mà phải tạo ra gia đình đó, thì cũng đó anh không có kinh nghiệm gì vấn đề đó. Bởi vì hết chơi mấy đó anh phải học một lượt một, đúng không? Bởi vì nó rất là căng thẳng, anh không khuyên là tụi em làm gì. Ok, bởi vì hết chơi mấy vấn đề đó anh không có biết làm, đúng không? Bởi vì anh làm hết một lượt một đó thì nó mới mà rất là căng thẳng cho nó đứt tim lần thứ hai, lần thứ ba. Ok, còn tụi em mà học trading á, mà tụi em có nhà cửa, có mà gia đình rồi đó bông, và xong rồi có việc làm ổn định rồi đó, xong rồi mình bỏ tiền ra, mình đầu tư ra, mình học mà mua bán chứng khoán hay là tiền điện tử được, cái đó thì nó không có làm cho em, các em mà đức tin là đừng có sợ. Ok, thì cái câu thứ hai đó, thằng Bình nó hỏi, thằng Bình Nguyễn nó hỏi đó bông, là anh hai của anh đó nói ở trong nhà tù đó, liên bang đó, toàn là đám cu hồn, không học được con mẹ gì hết, tư duy của người thành công hết. Còn anh ở trong tù tiểu bang đó có cơ hội được học tư duy của người thành công trước khi ra tù. Anh Tài nghĩ anh hai của anh có thể thành công không? Và hy vọng anh hai của anh đừng có bị đứt tim nha. Ông bây giờ đó mà đứt tim là đi luôn đó. Ok. Thì đó là một cái vấn đề mà anh với anh hai của anh với anh đó bông. Anh hai của anh ở trong tù hết 30 năm ra tù đó bông. Một cái vấn đề là anh hai của anh với anh không có sợ bông, là không có sợ chết. Ok, đã bị đánh lộn, bị gặp nhiều cái hoàn cảnh mà cái mạng của tụi anh đã mà mình không biết là mình sống được cái bữa đó hay là không. Ok, bởi vì đã bị hết nhiều lần rồi, cứ mình bị một hai lần đó bông. Lần đầu tiên mình bị thì mình sợ té rái trong vườn vậy, còn ở lần thứ hai đó bông thì mình không còn sợ nữa. Như lần đầu tiên mà thằng nào nó muốn đập anh chết đó bông thì là mình sợ chết màu luôn, mà sau cú mà mình bị đập rồi đó, rồi xong rồi mình đập nó rồi đó bông, là mình thấy là mình không có chết được đó bông, cũng khó chết trên cái mạng mình cũng khó chết lắm, nhưng không phải là dễ đâu. Ok, thì lúc đó mình không còn sợ nữa. Như anh hai của anh đó, ông bị người ta cắt cổ hết lần, rồi xong ông bị đâm hết mà lần, rồi xong bị đập, rồi xong bị mé này bông, thì là mình bị vài lần á, xong mình vẫn còn sống đó bông, là lúc đó cái sợ hãi của mình nó không còn nữa. Như hồi xưa cũng mà anh lớn lên đó, cha của anh nó ưa hù anh đó là ra ngoài đường đó, là mình quýnh lộn với người ta sẽ đập mình đó bông, là người ta quýnh mình trúng bụng mình đó, là phải bể gan ói máu, xong rồi ỉa trong quần rồi hết cho mấy vấn đề đó bông. Rồi xong cũng mà anh ra ngoài đường đó, anh bị người ta đập gì đó bông, rồi xong cái anh không bị gì cho nó bông, là trả lại anh còn tức thêm mình đập mình kia nó mà nó gãy răng luôn đó bông. Thì lúc đó đó bông, nó mấy cái vấn đề là mình thấy, mình tưởng mình sợ hãi đó, mình thấy cái thực tế rồi đó bông, thì đó là mình không có còn sợ nữa. Ok, nhiều cái vấn đề mà tụi em sợ trong cuộc đời của em á, tụi em ra đó trải nghiệm thử đó bông, thì đó là tụi em sẽ thấy rằng là mấy cái trung bình đó là 90-95% cái vấn đề mà mình sợ hãi đó, nó không có sự thật. Ok, nhiều khi mấy người khác người ta bỏ vô đầu mình á, mà cái thực tế đó là nó không phải là sự thật. Ok, cái thứ hai đó bông là bởi vì anh hai của anh nó đứt tim, hay là anh đứt tim lần thứ tư á, anh cũng không sợ nữa. Ok, mấy chuyện đó mình sợ đó. Tụi anh tin rằng đó bông, là mình tới số mình đó, tới mình cũng mà cái cuộc sống mình đó, nó hết hạn rồi đó bông, là coi như là mình xin chào á. Ok, chứ đừng nói dụ mà sợ hay là không sợ. Mình sợ không sợ gì đó bông, tới ngày mình chết rồi mình cũng chết rồi, chứ khỏi mà lo lắng gì hết, lo mấy chuyện đó cũng mình không thay đổi được. Ok, rồi sau này em thằng Bình nó hỏi dụ là có phải rằng là anh ở trong tù tiểu bang, rồi xong anh hai của anh ở trong tù liên bang đó, rồi xong rồi anh có cơ hội gặp mấy người mà làm ăn để học hỏi được, rồi xong anh hai của anh không có. Ok, cái chuyện đó không phải là sự thật. Ok, cái sự thật đó bông là anh cũng ở trong tù liên bang, xong rồi anh hai của anh cũng ở tù liên bang. Ok, rồi xong anh hai của anh ở tù tiểu bang, anh không có ở trong tù mà tiểu bang. Ok, thì là cái lý do mà anh kiếm được người làm ăn á, có kinh nghiệm làm ăn á để học hỏi đó bông, mà xong anh hai của anh á không có đó bông, là tại vì á của mình mới vô tù đó, nó ưa có cái vấn đề cái văn hóa này trong tù đó bông, là nó phục á cái thằng nào á có nhiều cái tội lớn. Ok, như anh bị cái tội 15 năm, xong anh hai của anh á bị cái tội như 37 năm hay là gì đó bông, thì á là mình bị cái tội dài chừng nào đó, lâu chừng nào đó, thì á trung bình á
nó tự động á, bà con nó phục mình, giống như bên Việt Nam mình vậy đó. Bông nó thấy người nào, mình thấy người nào cái văn hóa của người Việt Nam mình đó, là mình thấy người nào lớn tuổi đó tự động mình phải phục họ. Mình thấy á, là như thí dụ như anh làm có tiền đi, rồi xong rồi tụi em á mà thấy cái thằng khác á, mà nó lớn tuổi anh đi à, mà tóc nó bạc hết trơn, xong rồi nó già hết trơn vậy đó bông à, thì á là tụi em á, như thằng kia nó làm có tiền đi, thì á là tự động á, trong cái đầu óc của tụi em á sẽ nghĩ rằng là cái thằng mà nó lớn tuổi hơn, thằng già kia nó già hơn anh Tài đúng không, thì là nó sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, nó biết làm tiền hơn, ok. Thì là tự động cái tụi em chưa có hỏi cái ra là người nào thiệt tình có tài năng, cái người nào thiệt tình biết làm tiền đúng không. Mình chỉ nghĩ rằng là cái người kia nó lớn tuổi hơn mình, là mình chỉ tự động mình nghĩ rằng là họ là có tài năng nhiều hơn, đúng không? Mà cái thực tế đó ngoài đường đó, ngoài đời đó, là nó không phải là mình dựa vô cái tuổi của người ta, hay mình dựa vô cái tiền mà người ta có, mình dựa vô mình muốn biết cái người đó có tài năng hay là không đó, mình dựa vô cái tài năng của họ, chứ không có dựa vô cái gì nữa chứ, ok? Dựa vô chứng minh của tài năng của họ, ok? Thì đó là trong cái vấn đề mà trong tù đó, thì mình vô tù đó thì nó ưa mấy thằng đó, nó thấy mình có nhiều thời gian, đúng không? Thì đó là cái tội lớn á, thì nó ưa mà phục mình lắm. Mà cái thực tế đó là mình nó phục hay là không phục đó, cái đó là nó không có ảnh hưởng gì hết trơn á. Cái người mà có tội lớn hay tội nhỏ đó không thì nó cũng vậy thôi à, ok. Thì cuối mà anh vô đó thì là trong cái tù anh ở đó thì là nó có nhiều thằng nó phục rằng là anh mới có 18 tuổi đó mà anh bị tội 15 năm, mà anh câm cái mồm của anh lại, anh không có mét ai, anh không khai ra thằng nào, anh không có bán thằng bạn nào của anh hết trơn á, ok. Thì nó rất phục anh vậy. Xong anh tỉnh á thì là anh hai của anh á, thì ổng cũng không có bán thằng nào, thằng bạn nào của ổng, ổng cũng không có bắt khai ra thằng nào, không có mà phụ công an á bắt thằng nào hết trơn á, là coi như nó bắt anh với anh hai của anh á, là coi như nó không bắt được thằng nào nữa hết trơn á. Tại là tụi anh á không có câm cái mồm, là không có mà mét thằng nào, không có mà khai ra thằng nào, không có bán thằng nào hết trơn á. Còn mấy người kia á thì người nào cũng mét mấy thằng bạn của nó, thằng nào cũng khai ra mấy thằng bạn của nó, thằng nào nó cũng mà phản bội mấy thằng bạn của nó hết trơn á. Còn nó anh với anh hai của nó thì không có, bởi vì mới bị cái thời gian nhiều gì đó, ok. Nhiều người ta nghĩ rằng là tụi anh nó làm chuyện gì ác dữ lắm á bông, bởi mới bị nhiều năm trong tù. Mà cái thực tế đó bông, tụi anh bị nhiều năm trong tù đó cho cái chuyện mà ma túy mà mẹ mấy gram á bông, thì đó là cái lý do đó bông, là tại vì đó là tụi anh không có khai ra mấy thằng bạn, với là không có bán mấy thằng bạn của tụi anh, bởi vì là bị nhiều thời gian vậy, chứ không phải là bị nhiều cái tội lớn này không à. Thì á là anh nói tốt này không, là cuối mà anh hai của anh á, ảnh vô đó thì á, tại vì ổng bị ba mươi mấy năm cái tội, ba mươi mấy năm đó, thì á mấy thằng tù ổng đó nó sẽ phục ổng, nó sẽ rủ ổng đi chơi, rủ ổng đi làm này nọ. Rồi xong cuối mình mới vô tù đó, nó có cái tư duy đó không, là ê, mình mẹ bị ba mấy năm đó không, là mình thấy sống cuộc sống trong tù cho nó đã, cho nó hưởng đúng không, lo ăn chơi đúng không, cho nó đã, chứ mình không có làm được gì nữa đúng không, coi như mình ở trong suốt cuộc đời đúng không. Là bên Mỹ đó là mình bị cái tù mà tội mà 30 năm đó trở lên đúng không, là coi như là nó coi đó, cái đó là cái life sentence là life, là nguyên cuộc đời mình đó, sentence là cái thời hạn đó không, là cái tội mình đó là tội nó coi như nó phạt mình tội nguyên cuộc đời mình ở trong tù luôn. Người nào bị hơn 30 năm là cái đó là nguyên cuộc đời đó, ok. Thì đó là ông anh cũng bị gì đó bông, xong mấy anh kia nó cũng bị gì đó thì nó chơi chung nhau, ok. Còn anh á, cũng mà anh vô trong tù đó thì anh cũng làm gì luôn, anh không biết á, anh cũng đi chơi với mấy thằng á nó bị mười mấy 20 năm trong tù gì đó bông. Mà anh để ý cái bông là mấy cái thằng á mà nó ở trong tù hết 5 năm, 10 năm, 15 năm rồi đó bông, là nó không có thay đổi cái cuộc sống của nó, biết không. Nó cứ nghĩ rằng á là mình có nhiều cái thời gian gì đó 15, 20 năm gì đó, thằng nào cũng nghĩ rằng á mẹ mình chỉ lo hưởng nó thôi, không có làm gì chừng á. Tới ngày chừng nào cỡ 5, 2 năm gì đó trước khi mình về đó không, thì mình học này nọ đâu không, đúng không. Thì anh thấy cái đó không, là một cái khiếu mà anh có đó không, là anh coi cái tính tình mà cái tâm lý, cái hành động của người ta, anh thấy được cái hành động của người ta rất là rõ, đúng không. Bởi vì nhiều thằng này á, nó nói rằng á, nó khôn, nó lanh lẹ không, mà theo anh thấy đó là nó ở trong tù hết 10 năm rồi đó, 15 năm, mà cái tính tình của nó giống như đứng nít gì đó, giống như đứng nít, đúng không? Cái bản thân của nó đó, cái mình của nó đó, thì đó là nó lớn tuổi lên, nó già thêm, mà cái đầu óc của nó, cái tâm lý của nó đó, cái tư duy của nó, cái suy nghĩ của nó, cái não của nó đó, nó vẫn còn là đứa bé, đứa thanh niên giống như anh vậy đó. Tại vì đó là anh không ngờ là anh thấy mấy đứa này đó, nó mấy thằng tù này đó ba mấy bốn mấy tuổi mà nó ăn nói vẫn chơi giống như y chang như anh vậy nè. Tại lúc đó anh có mới có 18, 19 tuổi là cũng mà anh vô tù đó, ok. Thì anh thấy cũng lạ, ủa sao mà cái người á mà cái bản thân của họ đó là mình nhìn á thấy cái người đàn ông á mà 40 mấy, 50 mấy tuổi, 30 mấy, 35, 40, 45, 50 tuổi mà cái tư duy, cái cách họ ăn nói đó giống như đứng mít gì đó. Giống như đứng đó. Nhiều khi mình nói cái chuyện đó không,
mà nó đau lòng họ đó, thì họ tức giận, cái cảm xúc của họ nó nổi lên, họ không có điều khiển được cái cảm xúc của họ. Ok, họ không có điều khiển được cái tôi của họ. Xong rồi anh để ý rằng mấy này đó, dù nó ở trong tù á mười mấy năm gì đó, nó nghĩ rằng là nó lanh lẹ hơn mấy người ngoài đường, và cái thực tế đó không là cái bản thân nó già thêm, mà cái tư duy của nó vẫn còn đứa thanh niên, nó suy nghĩ như đứa thanh niên. Tại sao vậy? Tại vì đứa thanh niên á nó không đủ kinh nghiệm ngoài đời, nó ra đó không, mình nói gì á cái nó tức giận à, mình nói gì đó không là nó sợ hãi, mình nói gì đó là cái tôi nó nổi lên liền. Ok, nó cân ngực liền. Ok, thì hết chơi mấy đó, hết chơi mấy cái tính á của đứng mít, của đứa nít, chứ không phải là người đàn ông. Người đàn ông á không có để cái lời nói của người khác đó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Người đàn ông thứ thiệt đó không, không có bây giờ đó để cái lời nói của thằng khác á mà ảnh hưởng cái bản thân của mình. Ok, người đàn ông thứ thiệt á, tụi em hỏi anh á là làm sao làm người đàn ông á mạnh mẽ, người đàn ông thứ thiệt đó không, là anh nói trong cái video không, là người đàn ông á thứ thiệt, người đàn ông mạnh mẽ đó không bao giờ để cái lời nói của thằng khách chó đẻ thằng khác đó không mà nó ảnh hưởng cái cảm xúc của mình. Nó làm cho cái tôi mình nó phát ra, nó làm cho cái cảm xúc mình nó lên, nó xuống đúng không? Như tụi em á, mà để cho cái lời nói của thằng khác á, ok, nó chê em, nó cười em, nó chọc ghẹo em hay là gì đúng không? Nó để nó nói một nó, lời nói này là một lời nói hiểu lầm hay là gì đi, mà nó ảnh hưởng cảm xúc của tụi em đúng không? Cái đó là nó chứng minh rằng là cái tư duy của mình, cái não của mình á, vẫn còn đứa con nít chứ không phải là người đàn ông. Ok, người đàn ông thích thiệt đúng không? Người đàn ông mạnh mẽ đó, không bao giờ để cái lời nói của thằng khác á, mà ảnh hưởng của mình. Ok, nhớ nha, mình là người đàn ông thứ thiệt đó không, người đàn ông mạnh mẽ đó, mình không có cần xin phép ai hết trơn á, mình không cần chờ ai chấp nhận cho mình. Ok, đưa mà lệnh chấp nhận cho mình á, xong mình mới đi làm được. Ok, mấy đứa đó không là mấy đứa nít á, mấy đứa thanh niên á, mấy đứa còn trẻ đó không, nó mới làm, mình nó làm mấy cái chuyện đó là không sao, còn mình là người đàn ông đó không, mình không bao giờ làm mấy cái chuyện đó được. Ok, ok, thì là anh nói không là cái sự lựa chọn đó của mà anh của anh á, anh hai của anh vô tù đó không, ổng lựa chọn đi chơi với mấy thằng giang hồ, ổng đi lựa chọn đi chơi với mấy cái thằng á muốn thưởng, muốn mà cho nó mà mẹ mình ở trong tù suốt đời, mình chỉ hưởng thôi chứ không có mẹ phát triển cái bản thân, mình không có học hỏi mẹ gì chứ. Ok, thì á là của mà anh hai anh lựa chọn cái hướng đi đó, thì á là tự ổng của mình lựa chọn cái hướng đi vậy á, thì cái thế giới này á nó sẽ đưa mình á mấy người á khác á, y chang như cái tư duy đó sẽ lợi trong cuộc đời của mình, thì mình chơi với họ. Còn mà anh á, anh vô tù đó, cái năm đầu tiên á thì anh cũng vậy, mà cái năm thứ nhì đó anh để ý rằng là ủa mấy thằng này đó nó ở đây hết mười mấy năm mà cái tinh thần của nó giống y chang như đứng đó nè, không có gì thay đổi, nó không có phát triển, nó nghĩ rằng là nó khôn hơn người ta, nó nghĩ rằng là nó lanh lẹ hơn người ta, mà cái thực tế đó là nó vẫn còn là đứa, cái tư duy nó vẫn còn đứng nít, đứa thanh niên thôi, không cách nào á mà cái tư duy mà đứa thanh niên á không mà nó lanh lẹ, mà nó khôn á, mà để sống ngoài đời, để làm ăn khá, mà để làm lớn được hết trơn á. Ok, mình phải qua cái giai đoạn đó trong cái đầu mình á, rồi xong mình phải cái não mình á, nó phải lớn lên á, để cho nó thành á người đàn ông á mạnh mẽ, nó thành người lớn á, thì lúc đó mình mới làm ăn làm khá được. Ok, thì là anh thấy gì là anh không muốn làm gì, bởi vì anh lựa chọn á là anh không có chơi với mấy đứa gì, anh lựa chọn á anh kiếm mấy người á lớn tuổi hơn anh á, mà họ có công ăn việc làm ở ngoài đường đó, xong họ trốn thế đó, rồi xong họ vô đó trong tù đó, thì anh kiếm mấy người đó anh đi chơi với họ. Còn anh hai của anh á, anh đi ổng á lựa chọn á mấy thằng á mà không có thích làm mấy cái chuyện đó, rồi xong đi chơi với ổng. Bởi vì á là mình đi tới 14 năm sau đó, thì lúc mà anh ra ngoài đời đó thì á là anh không có bị cái hoàn cảnh như ổng, cái tư duy nó khác hơn ổng, rồi xong rồi á cái tư duy của ổng khác hơn cái tư duy của anh. Tại vì á là trong Việt Nam mình đó, mình nói cái lời nói bông là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không? Thì là mình chơi với cái nhóm nào đó thì là trung bình đó mình sẽ thành mấy cái người như vậy. Còn anh hai của anh đó thì ông đi chơi với mấy thằng băng đảng, mấy thằng giang hồ, mấy thằng đó bông, thì là nó thì cái tư duy của ông á thì nó khác hơn anh cái vấn đề đó. Ok, bởi vì là anh trả lời cái video này đó, mong rằng là nó phụ cho mà thằng Bình với các em hiểu là lý do tại sao mà hai tụi anh cùng tội mà vô trong tù đó mà không có bị mà cúc mà ra tù đó, thì hai cái tư duy nó khác nhau. Ok, với là nhiều đứa tụi em hỏi rằng tại sao anh hai của anh với anh bị cùng tội mà một người thì bị mà 15 năm, một người thì bị tới mà 37 năm. Ok, 32 chục cộng với 15, 35 đúng rồi, gần 37 năm ông bị cái tội ông đó bông. Cái lý do đó bông là tại vì là nó ép anh hai của anh mà khai ra đó bông, mà mấy bạn của ông đó, xong rồi ông không chịu đó bông,
thì đó là nó chỉ gáp tội thôi. Không, bên Mỹ đó, nó muốn gáp tội gì nó gáp mà, ok, à, mình có không có nó cũng gáp nữa, ok, thì đó là nó gáp mấy cái tội mà ổng bắn súng này nọ đâu, không, mẹ súng nó ổng không có nữa mà sao ổng bắn được, ok, thì đó, nó gáp tội là ổng bắn người này người nọ đâu, không, mà cái thực tế đó, không, làm sao ổng bắn được, ổng đang chạy xe chung với anh, không lẽ ổng bắn anh sao, vậy xong rồi cho ổng đâu có súng ống gì đâu, ok, thì đó là bởi vì mà bởi vì đó là cái lý do mà ổng bị cái tội mà lao tâm hơn anh, ok, ok, mong rằng cái video nó phụ các em á hiểu biết cái câu trả lời mà anh trả lời cho Binh Nguyễn đó, không, rồi xong có gì đó anh em mình đã gặp lại khác trong cái video khác trong tương lai. Nhớ nha, cái sự lựa chọn mình đó các em á, ok, mình muốn làm ăn khá đó, mình muốn phát triển cuộc đời mình đó, là mình phải lựa chọn đúng người để mình giao thiệp với họ, mình chơi với họ, mình ăn uống với họ, ok, mình dẫn chơi với họ, mình cười với họ, mình thảo luận với họ, mình nói chuyện với họ đó, không, rồi sau mình mới phát triển được. Còn mình mà muốn mà đi làm ăn khá đó, không, mà mình đi tối ngày mình đi nhậu với mấy thằng ngu đó, không, mấy thằng ngáo đó, xong tối ngày đó mà mấy thằng đó mà nó thất bại đó, không, thì không cách nào mà mình mà thành công được hết trơn á, lâu lắm nó sẽ lâu lắm cho mình không, ok, thì nhớ nha, cái sự lựa chọn của các em nó sẽ tạo ra cuộc đời của các em, đừng mà để cho người khác lựa chọn cho mình tự quyết định là mình muốn sống cuộc sống kiểu nào đó, rồi xong tự mình quyết định sao, ok, mong rằng cái video này nó tạo ra cái động lực cho các em để cho đứng cái đích lên, xong rồi đi làm được cái hành động đó mà nó tạo ra cái cuộc sống mà tụi em muốn sống, xong rồi đừng để cho người khác lựa chọn cái cuộc sống cho các em, ok, có gì đó các anh em mình đã gặp lại sau trong cái video khác trong tương lai, ok, cảm ơn các em.